hơn 200 binh sĩ thủy quân lục chiến Philippines và Hoa Kỳ đã diễn tập một cuộc tấn công đổ bộ sử dụng các phương tiện như xe lội nước trong cuộc tập trận hôm nay trên một bãi biển ở tây bắc Philippines đối diện với Biển Đông, nơi mà Manila đang có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh. Hãng tin AFP tường trình rằng 5 xe tăng lội nước xuất phát từ một tàu của Mỹ neo ở khoảng cách khá xa và các binh sĩ thủy quân lục chiến được trang bị súng tự động đã đổ bộ lên bãi biển San Antonio Zambales phía tây bắc của thủ đô Manila. Cuộc diễn tập này được tổ chức trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên mang tên là CARA mà Hoa Kỳ tổ chức hàng năm với các nước đồng minh ở Á Châu, kể cả Philippines, để duy trì an ninh biển, củng cố các quan hệ đối tác và tăng cường khả năng phối hợp hành động. Cuộc diễn tập mới nhất diễn ra ở khu vực cách bãi cạn Scarborough khoảng 150 km về hướng Tây, là một phần của một cuộc tập trận kéo dài một tuần lễ để tăng cường khả năng chiến đấu của Hải quân Philippines hầu bảo vệ vùng duyên hải của nước này. Các giới chức Philippines và Mỹ bác bỏ tố cáo cho rằng cuộc tập trận thường niên này là nhắm vào Trung Quốc.